Ba những cái ấy thì nó nhiều vấn đề lắm. Đấy, cái đây đó là nếu phải phía tôi thì rất là mong muốn như vậy. Thì tôi thì bây giờ xin báo cáo với này tất cả các anh hai chị hai, thì nếu nói về cái tuổi thì không phải cái tuổi bây giờ đã để hoạt động trong cái lĩnh vực này nữa. Thế nhưng mà chủ yếu là vào đây để trong cái phong trào thôi, là cái chỗ dựa cho các em các còn trẻ thôi. Tôi năm nay là cũng bước sang tuổi 81 rồi, thế nên là không còn cái thời gian để cái hoạt động. Thế nhưng mà với tinh thần trách nhiệm của cá nhân cũng như tập thể và xã hội thì người ta yêu cầu cái câu lạc bộ thực hành nên là khoảng 3 thế hệ thôi. Thế bây giờ mà già thì bỏ đi hết rồi thì nó là thiếu, nó không đủ thì người ta không dung nhập. Thế cho nên là cũng từ những cái chỗ đó tôi cũng hồi tôi nhắc lại cũng như thêm có giải thích thêm được ngày nào nữa, thêm được năm nào ngày nào nữa là tốt cho mình thôi chứ cũng chả tốt cho ai cả. Thế là với tinh thần thì cũng xin báo cáo tất cả các anh hai chị hai trong này thì bây giờ mà có đi vào trong này mời vào giao lưu thì nhiều lúc các cháu bây giờ nó đang đi làm, nó đang ở cái thời kỳ làm ăn không đi được thì mình chẳng phải lại diện đi chứ còn bây giờ nữa không có ai có vào thì lại không phải được cả nữa. Thế cho nên là các anh các chị cũng thông cảm vào có hát được đâu đó, hát thì hát được nhưng mà không có người ghé. Đấy là xin báo cáo với tất cả các anh chị là phải thông cảm với chuyện đó. Thế còn bây giờ thì đào tạo cái đứa thế hệ trẻ đó, các cháu các em nó còn trẻ tuổi thì nó mới ngã được. Chứ còn nếu nói thực sự ra mà nhìn cái đội hình của trong này thì cũng bắt đầu già nua rồi, không phải còn trẻ trung gì nữa, nó phải đào tạo thế hệ đó. Thì trẻ chúng tôi ở ngoài kia cũng đang phải vận động các cháu là thiếu niên rồi nhi đồng rồi nó vào đấy rồi. Thế thì xin báo cáo về tất cả các anh hai chị hai trong này, hôm nay là buổi tổng kết cuối năm, tất cả những cái công việc chúng ta đã hoàn thành trong một năm 2023 rồi thì mong rằng sang 2024 là chúng ta sẽ làm tốt hơn, và cái tốt hơn nhất là cái tinh thần đoàn kết, không cái gì bằng cái đoàn kết. Đoàn kết là sẽ làm được tất cả và sẽ thành công tất cả, mà nếu không đoàn kết mà còn những cái vấn đề gì thì không thể thành công được và nó sẽ kìm hãm và hạn chế của nhiều vấn đề khác. Thế cho nên là hôm nay được bầu dư cái hội nghị tổng kết của câu lạc bộ trong ngày năm 2023 và chắc chắn cũng đề ra phương hướng năm 2024 thì tôi cũng đã tham gia một vài ý kiến cảm nhận của cá nhân mình như vậy. Thế thì mong rằng là hai địa phương chúng ta đã tìm hiểu với nhau rồi thì ta cố gắng là vun vén cho nó mang cái tỉnh bền vững. Một lần nữa dừng lời xin chúc tất cả các anh hai chị hai khỏe trẻ, tức là trẻ theo tuổi thôi chứ còn không thể trẻ theo năm tháng được, tức là gia đình là hạnh phúc và thành công trong